Tuấn Anh xin được bên chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. À thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 36 của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ cuộc đế tụ thiên giới. À Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới và cũng đừng quên là comment vote cho truyện thành top nhé. Và sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị anh nhớ rằng là khung giờ phát sóng chuyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Điền tiếp mấy ngày sau đó, ba người Tô Lam, Sở Phi Yên, Đường Thanh Nhã vẫn luôn tù luyện ở trong biệt thự này. Mà Diệp Trần thì lấy được dược liệu vờ phép được trong thánh tầm các để luyện chế bồi nguyên đan, phục lòng đan, đủ loại toàn đã đan dược cần thiết cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng để cung cấp cho ba người. Tô Lam là người đầu tiên tiến vào luyện khí tầng 1. Tuy rằng đối mặt với võ giả đội kinh còn chưa phải là đối thủ, nhưng bất luận là lực lượng, tốc độ hay là được phản ứng đều có một bước nhảy vọt về chất. Ít ra, đối phó với người bình thường là đã thừa sức rồi. Sở Phi Yên thì rất thuận lợi, đột phá đến luyện khí tầng 4. Hơn nữa, Diệp Trần còn truyền thụ cho cô ta một môn vũ kỹ tu chân chờ sau khi cô ta tu luyện tới đại thành, chắc cũng đủ thực lực để chống lại tông sư hóa kình mà không rơi vào thế hạ phong. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Trần, vào ngày thứ năm, đường thanh nhã cuối cùng đã thành công bước vào luyện khí kỳ tầng 1. Cho dù nói như thế nào, thì ba người coi như cũng đã có chút thực lực để tự bảo vệ mình. Trải qua liên tiếp mấy ngày tu luyện, ba người lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, hào hứng, thế nhưng cũng dần dần mất đi hứng thú, thay vào đó lắm bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Hơn nữa, nhà hàng Tô Thị đã khai trương trở lại một lần nữa. Sở Phi Yên cũng muốn xử lý công việc của tập đoàn Tô Diệp. Đường Thanh Nhã thì nhà ngay ở tiểu khu từ Kim Sơn. Nếu cứ ở mãi trong biệt thự của Diệp Trần thì cũng không hay cho lắm. Tuy nhiên, vì ba người Diệp Trần đã tự mình làm ra ba cái pháp khí phòng ngự cao cấp. Sau đó, cho mỗi người một cái. Chỉ cần ba người không ra khỏi thành phố Vân Châu, một khi bị công kích hắn rất nhanh có thể cảm ứng được, cho nên cũng không có vấn đề gì phải lo lắng. Kể từ đó, Diệp Trần lại bắt đầu tập trung vào luyện đan, tu luyện, nghiên cứu tìm hiểu linh khí vừa vét được từ Thánh Tâm Các. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm nay, vốn ở nhà hàng Tô Lam đang bận biểu rất nhiều việc, đột nhiên lại gọi điện thoại tới cho Diệp Trần. Giọng điệu tỏ ra rất lo lắng. Tiểu Trần, không xong rồi. Mạn mạn, mạn mạn có khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra. Tô Lam nói lời này trong giọng nói nghẹn ngào, rõ ràng là lo lắng đến mức sắp khóc. Diệp Trần vội vàng nói, đã có chuyện gì xảy ra, dì Lam, dì đừng vội, nói lại tình huống từ từ rõ ràng cho cháu nghe một lần nào. Sau khi nghe Tô Lam thuật lại, Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Hóa ra từ mấy ngày trước, Đại học Thiên Hải đã có một kỳ nghỉ, nhưng mà Tô Mạn với bạn học ở tại Thiên Hải chơi hai ngày. Lúc đó con nói là mua vé xe lửa. Để về nhà vào ngày hôm nay, vào khoảng 12 giờ trưa nay thì có thể về tới Vân Châu. Thế nhưng khi tôi làm phái người đi đón cô thì ở nhà ga đợi mãi không thấy, gọi điện thoại thì vẫn luôn ở trong chế độ tắt máy. Từ lúc đó đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Hết cách rồi, mà tôi làm hết sức lo lắng nên đành phải gọi điện thoại cho Diệp Trần để cầu cứu. Diệp Trần nghe được tin tức này, trong lòng lập tức phát lạnh mơ hồ ý thức được việc này có khả năng rất lớn liên quan tới hắn. Tuy nhiên bây giờ Tô Mạn chỉ là mất tích, cũng chưa có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là đối phương bắt nàng để mà làm con tim. Chẳng lẽ là tàn dư của Thánh Tâm Các sao? Chắc là không phải. Cao thủ Thánh Tâm Các đã bị ta giết sạch hầu như không còn ai. Cho dù hôm đó có một hai tên không có ở trên núi mà thoát chết, thì những người muốn chạy thoát thân còn sợ không kịp. Làm sao bọn chúng còn có lá gan tớ tìm tà tạo rắc rối chứ hay lại là dương nhiệt của tần gia hay là tàn sư của tứ đại gia tộc ở thiên hải thế nhưng đó là không thể nào ngay cả chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đều đã bị ta diệt thì còn lấy cái gì ra để mà đấu với ta đây diệp trần suy nghĩ nát cả óc vẫn không hiểu ra vấn đề tuy nhiên hắn cũng không cần phải suy nghĩ nhiều trước đó đã khuyên bảo tô lam bình tĩnh lại rồi cúp máy và ngay lập tức bấm số gọi cho người của ám bộ của thần Long Vệ. Từ sau khi Diệp Trần trở thành cung phụng của thần Long Vệ, Tô Mạn một mình ở Thiên Hải vẫn luôn có một đội cao thủ ám bộ thần Long Vệ bảo vệ 24 trên 24 tiếng. Thế mà bây giờ lại có chuyện như thế này xảy ra, ám bộ của thần Long Vệ tự nhiên rất đáng trách. Sau khi mặc bất phàm bộ trưởng ám bộ của thần Long Vệ nghe xong mục đích của Diệp Trần gọi điện thoại tới, thì đập tức kinh hãi nói. Diệp Tiêu Tướng mời ngài chờ cho một chút, Ta lập tức phái người liên hệ thành viên ám bộ bảo vệ tiểu thư tô mạn khoảng 10 phút sau mạc bất phàm bây giờ gọi điện thoại tới giọng nói rất nghiêm trọng diệp theo tướng ta có một tin xấu muốn nói cho ngài biết những thành viên của ám bộ phụ trách bảo vệ tiểu thư tô mạn toàn bộ đều đã bị giết chẳng qua có một tin tốt là ở hiện trường cũng không có tìm thấy tiểu thư tô mạn bước đầu suy đoán mục đích của hung thủ chắc chỉ muốn bắt tiểu thư tô mạn làm con tin Nói xong đời này, không đợi Diệp Trần mở miệng, mặc bất phàm lại cất tiếng nói. Mời ngài lại chờ ta một chút, ta nhận một cú điện thoại khác. Sau một lát, trong giọng nói của mặc bất phàm lộ ra vẻ vui mừng nói. Tìm được rồi, nhân viên kỹ thuật thông qua định vị trên điện thoại của tiểu thư Tô Mạn đã tìm thấy vị trí. Diệp Trần nói gần như quát, lập tức chuyển vị trí tới cho ta. Rất nhanh, Diệp Trần đã nhận được tin tức về vị trí của Tô Mạn mà mặc bất phàm chuyển tới để Diệp Trần không nghĩ tới là vị trí của tôi Mạn thêm vào ở ngay trong cánh rừng hoang phía bắc thành phố Vân Châu. Đã bị khiêu khích tới tận đây rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút người là thần thánh phương nào. Sát khí trên người Diệp Trần tăng vọt, thân thể của hắn thoáng một cái đã hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở trong biệt thự. Cùng lúc đó, ở một nơi tại phía bắc, cách thành phố Vân Châu khoảng 300 dặm, ở đó có một khu rừng rậm vô cùng âm u và lạnh lẽo nơi này là rừng đen. Nghe nói ở mấy chục năm trước, vào lúc đảo quốc xâm lấn hòa hạ, đã đổi danh đây là nơi chôn sống gần một vạn người. Về sau, sau khi người ở đảo quốc bị đuổi đi, nơi này bị bỏ hoang rơi vào quên lãng. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao, cây cối ở xung quanh đây càng ngày càng tươi tốt, càng ngày càng u ám và kinh khủng hơn. Dần dần, nơi này gần như trở thành một khu cấm địa, không có một ai dám bước chân vào nơi đây. Nhưng mà vào lúc này, ở sâu trong rừng đen lại có một bóng người. Chỉ thấy người đàn ông này mặc một bộ trường bào màu đen, có hình dạng rất cổ quái. Trên mặt thì trắng bệch, hơn nữa nhìn giống như một bộ xương khô, khuôn mặt trông giả đùa đến kinh khủng. Người này giống như là một ông lão gần đất xa trời, gương mặt giả đùa khô quắt, thân thể còng xuống, giống như đang thòi thóp thở, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở mà chết. Trong tay ông lão này cầm một cái quyền trượng bào đen, lúc này đang im lặng ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá lớn dường như đang đợi điều gì đó mà ở một bên cách ông lão này không xa còn có một cô gái đang bị dây thừng buộc chặt toàn thân lại lúc này chắc là đang ngất đi nằm co quắp ở dưới một gốc cây đại thụ đây không phải là tô mạn thì còn có thể là ai mà ở phía bắc rừng đen trên một ngọn núi cao cách đó mười dặm còn có mấy người nữa trong thành mỗi người đều có một cái ống nhòm vừa đủ để có thể nhìn thấy tình cảnh trong khu rừng đen. Tiến sĩ Tết là, xin cứ cho ta nói thẳng. Thực lực của Diệp Quận tiền này vượt xa so với suy nghĩ của chúng ta. Vị Pháp Sư mà ngài bởi tới này chỉ có một mình, sợ rằng chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu. Người nói chuyện vẻ ngoài đẹp trai, ánh mắt sắc bén, hóa ra người này chính là tần trí, thiếu chủ của tần gia. Hóa ra hôm đó, vào lúc Diệp Trần đồ sát tần gia, cũng đúng lúc đó thì Tần Trí không có mặt ở Kinh Đô. Hơn nữa Diệp Trần cũng không biết Tần xa còn có những ai, cho nên hắn mới có thể để thoát được một kiếp này. Mà lúc này người mà Tần Trí đang nói chuyện ở trước mắt thì chính là tiến sĩ Tesla của siêu năng cục nước Mỹ, không biết đã đến đây từ lúc nào. Tên Tesla kia cười khẳng khẳng một tiếng, để lộ trong một chiếc răng màu vàng, dùng tiếng Anh mà nói. Người phải biết, hắn là tử thần, một trong 12 vị chủ thần của chiến đội X nước Mỹ chúng ta, còn là tử linh đại pháp sư vĩ đại nhất của vùng đất Âu Châu, tên là Nại Khắc Lỗ Đặc. Biết tại sao ta bảo người tìm một chỗ như thế này không? Bởi vì ở phía dưới khu rừng đen này trôn giấu gần 10 vạn bộ thi thể. Mà tử linh pháp sư thì có thể điều khiển những thi thể này để chiến đấu giúp cho hắn, cũng gần giống như có được 10 vạn đại quân. Hơn nữa, thanh quyền trượng trong tay của hắn còn là một trong những loại vũ khí cực mạnh của siêu năng cục, thứ thành bà quyền trưởng. Với cả trong tay chúng ta còn có một con tin, cho dù không thể thắng được Diệp Trần này, nhưng ít ra cũng có thể chạy thoát thân, khẳng định là không có vấn đề. Tiến sĩ Tết Lan nói tới đây, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng cực nóng, sau đó nhìn về phía tần trí rồi nói. Tần trí, chỉ có điều ta còn có chút lo lắng. Diệp Cung tiên này có thể sử dụng lực lượng quân đội hoa hạ các ngươi điều tới cứu người không? Nhận đầu để cho quân đội hòa hạ biết được có người của siêu năng cục chúng ta tiến vào cảnh đội hòa hạ. Việc này coi như có chút rắc rối. Dù sao bây giờ hai nước còn chưa có vạch mặt với nhau. Tân trí cười nhạt một tiếng. Tiến sĩ cứ việc yên tâm đi. Nếu như hắn mượn nhờ lực lượng của người khác, vậy hắn cũng không phải là diệp cuồng tiền nữa rồi. Tân trí vừa mới nói xong, thủ hạ ở bên cạnh Tesla đã cao giọng nói. Hắn, hắn tới rồi. Tết là và tần trí nghe thấy vậy lập tức tin nhau cầm lấy ống nhòm quả nhiên thấy một đạo thân ảnh gầy yếu bước vào trong rừng đen hơn nữa xung quanh bên cạnh cũng không có xuất hiện một ai khác Tết là lập tức mừng rỡ không thể không vỗ vào đầu vai của tần trí nói tần trí lần này ngươi giúp ta làm rất tốt xem ra ta rất thưởng thức năng lực làm việc của ngươi nghe nói tất cả người nhà của ngươi ở Hòa hạ đều bị diệp cuồng tiên này tiêu diệt nếu không thì sau này đến làm việc cho ta đi người ấy thấy như thế nào? Tần trí nghe được điều này, lông bài lập tức hơi nhíu. Sở dĩ hắn muốn dựa vào Tesla này cũng không phải là làm chân chạy cho cái thằng điên này, mà có ý định đầu nhập vào siêu năng cục của nước Mỹ. Vốn là sau khi tần gia bị toàn diệt, suy nghĩ đầu tiên của hắn là đầu nhập vào côn lôn thánh tâm các. Thế nhưng chạy trốn một đoạn đường, cẩn thận từng đi từng tí đi tới nơi. Lục chạy tới côn lôn thánh tâm các, phát hiện thánh tâm các trống không, thế mà không có một ai tần trí đương nhiên không biết thánh tâm các đã bị diệp trần tiêu diệt bằng không sợ ngay cả ý niệm muốn báo thù cũng phải hoàn toàn từ bỏ đã không tìm được một ai ở trong thánh tâm các tần trí tự nhiên cũng chỉ có thể một lần nữa đi tìm kiếm ở chỗ giữa khác mà phóng tầm mắt trên toàn thế giới này thế được có khả năng che chở cho hắn và có thể giúp hắn báo thù cũng không có nhiều siêu năng cục của nước mỹ rất rõ ràng chính là một nơi trong số đó hơn nữa Trước đó ở Nam Hải, Diệp Trần đã từng liên tiếp tiêu diệt hai đại chiến thần của quân đội nước Mỹ, thế nên giữa hai bên vốn đã có thủ sẵn. Thông qua con đường tin tức đặc thù của chính mình, tần trí thăm dò được chiến sĩ Tesla của diều năng cục nước Mỹ đang nặng né đi tới hòa hạ. Hơn nữa thủ hạ của hắn vẫn luôn hoạt động ở gần Vân Châu, tỉnh Thiên Nam. Với sự thông minh của tần trí, tự nhiên không khó để đoán ra được. Mục tiêu của Tesla rất rõ ràng chính là Diệp Trần vui mừng vô cùng. Tần Trí lập tức vận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để liên hệ, tìm cách gặp được thằng trẻ tiến sĩ điên này. Đồng thời chủ động hiến kế, lấy tổ mạn, làm không đột phá, dẫn Diệp Tần từ trong hang ổ và chui ra. Tuy nhiên mặc dù Tần Trí đạt được mục tiêu và nhất trí với Tesla, thế nhưng từ trong đáy lòng của hắn, căn bản cũng không thích cái tên chỗ nào cũng thấy điên cuồng này. Bởi vì hắn là một người cực kỳ lý trí, không thích tiếp xúc với tên điên này nhưng mà bây giờ ở dưới mái hiên người thì làm sao không thể không cúi đầu chứ nghe được lời này của tesla tuy rằng trong lòng của hắn không muốn chấp nhận nhưng lúc này tần trí chỉ có nước bày ra khuôn mặt tươi cười đón lấy ý tốt của tesla cất tiếng nói nhận được sự hậu ái của tiến sĩ tần trí bằng lòng cống hiến sức lực cho ngài ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ chờ lão tử thông qua hắn giao thiệp với cục trưởng von của siêu đăng cục đến lúc đó một cước đá văng cái thằng điên này đi. Bây giờ, trước tiên ta phải nhẫn nhịn chịu đựng hắn một thời gian. Tiền sĩ Tết là làm sao có thể nghĩ tới. Tần trí chẳng qua, lại đang đợi lợi dụng hắn mà thôi. Nghe thì hắn đáp ứng, lập tức cao hứng cười hà hà. Quá tuyệt vời, đây là một chuyện đáng giá để chúc mừng. Có tần tiên sinh giúp ta lấy một câu nói của hòa hạ quốc các người, đó chính là như hổ thêm cánh. Chờ ta bắt được Diệp Trần này, người theo ta cùng nhau về nước Mỹ, ta sẽ giới thiệu người với cục trưởng Bon. Tần Trí vội vàng nói cảm ơn. Vậy thì đã tả tiến sĩ rồi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, muốn bắt được Diệp Cuồng tiền này, nào có dễ dàng như vậy? Lại nói về Diệp Trần, một đường chạy tới rừng đen, trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí của Tô Mạn, đồng thời cũng phát hiện ra bên cạnh cô ấy còn có một lão già, người da trắng trông rất quỷ dị. Tuy rằng biết rõ đối phương chắc đã đã sắp đặt một cái bẫy rập để chờ hắn chui vào, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của tô mạn kia diệp trần không có bất cứ một chút do dự nào thân thể lập tức nhóng một cái đã lao thẳng tới nơi bước vào cách lão giả kia còn khoảng 100 trăm mét thì ngay lập tức mặt đất đột nhiên chấn động lão giả thần bí còn đang một mực nhắm mắt kia đột nhiên mở hai mắt ra dùng giọng nói rất khàn khàn mở miệng nói người chính là diệp cuồng tiên người đã giết bị đặc và đặc lồi tây có phải không quả nhiên giống như nghe đồn rõ ràng con trẻ như vậy Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt khẽ híp lại, dùng tiếng Anh trả lời. Xem rằng người là người mà nước Mỹ phái tới phải không? Ta không thể không nói, các người đây là đang chơi với lửa đấy. Lão giả thần bí lập tức cười khẳng khặc một tiếng. Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Trần vừa chậm chạy bước lên tới gần phía trước, đồng thời lạnh thùng nói. Nể tình ngươi không có làm người nhà của ta bị thương, ta cũng không muốn phức tạp. Ngươi nhanh chóng chạy đi, ta tha cho ngươi khỏi chết mà không chẳng những người chết, ngay cả thế lực sau lưng của người cũng phải vì hành vi ngu xuẩn này của ngươi mà chôn cùng một chỗ đấy. <laughs> nghe được lời này của Diệp Trần, lão giả thần bí kia lập tức phát ra một tiếng sắc bén khó nghe. Người cho rằng ta cũng vô năng giống như hai người bị đặc và đặt lôi tây sao? Diệp Trần cười khẩy. <laughs> Theo ta nhìn thấy, thì ngươi và bọn hắn cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua chỉ là một đám còn kiên hồi, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Lão già thần bí nghe được điều này, hiển nhiên đã nổi giận. tật thề, ngay lập tức, ngươi sẽ vì lời nói vừa rồi của ngươi mà phải hối hận. Nói xong lời này, lão già thần bí bỗng nhiên giơ quyền trượng màu đen trong tay lên. Lấy cán quyền trượng hung hăng hướng trên mặt đất thọc một cái. Toàn bộ mặt đất của khu rừng đen lập tức lắc lư dữ dội. Sau đó trong miệng của ông lão thần bí này bắt đầu phát ra từng tiếng kỳ dị không thuộc với bất kỳ một loại ngôn ngữ nào trên trái đất này mà lão già thần bí lẩm nhẩm mấy câu mặt đất tên mà bắt đầu rùn rẩy kịch liệt hẳn lên rất nhanh mặt đất lại thi nhau rạn nứt ra trên mặt đất hiện ra từng mảng khe hở giống như mạng nhện ngay sau đó xuất hiện cảnh tượng trước mắt mà ngay cả diệp trần cũng hơi giật mình chỉ thấy những khe hở giống như mạng nhện ở trên mạng internet kia thế nhưng mà có từng con khu lâu leo lên trên sau một cái trước mắt xung quanh trong phạm vi ngàn mét thế mà khắp nơi đều là khô lâu, khoảng chừng hơn một vạn con. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã bị một đám khô lâu bảo vệ lại. Tử linh triệu hoán thuật sao? Ngay cả Diệp Trần khi ngay cảnh ngày, bây giờ khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù ở tại tu chân giới, tử linh triệu hoán thuật thuộc về tà ma ngoại đạo cực kỳ hiếm thấy. Đây là phép thuật lợi dụng một chút tàn hồn còn sót lại ở trên người tử thi dưới mặt đất mà triệu hoán nó đi ra chiến đấu. Tử linh triệu hoán sư cường đại rất đáng sợ, nhất đã ở khu vực đã từng xảy ra chiến tranh. Bởi vì nơi càng có nhiều người chết, hắn càng triệu hoán được nhiều tử linh chiến sĩ phục mệnh. Nhớ lúc đầu ở tu chân giới, bác đại tiền bồn vây công tổng đàn ma tộc. Trong ma tộc, chỉ có duy nhất một vị tử linh triệu hoán sư, cảnh giới hợp đạo, thế mà lại có thể kéo dài trận chiến đó hơn 10 năm. Vốn bác đại tiền bồn chắc chắn giành được thắng lợi, nhưng lại bị đại quân của tử linh triệu hoán kia phản công và lại phá vỡ kế hoạch. Cuối cùng chỉ còn có thể rút lui, sau đó từ bỏ ý định tấn công ma tộc. Ngay vào lúc Diệp Trần đang hồi tưởng lại quá khứ, những tưởng tử linh chiến sĩ kia bị nại các lộ đặc triệu hoán giống như là thủy triều đánh về phía của Diệp Trần. Diệp Trần phun ra mấy quyền, lập tức những tử linh chiến sĩ kia chết như ngả trạng. Chỉ bằng chút tử linh bình thường này cũng muốn cản được ta sao? Diệp Trần thét lớn một tiếng, rồi ngay lập tức dẫm chân một cái, thi triển ra thần thông hóa khí thành vực. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, từ linh chiến sĩ ở trong phạm vi trăm thước, ngay lập tức thì nhào ngã rạp xuống đất. Cảnh tượng mờ mịt khói bụi, sườn cốt tử linh chiến sĩ hóa thành từng đám bột phấn bay tán loạn vào không khí. Tuy nhiên, nãy các lỗ đặc kia dường như đã sớm dự liệu được tình hình sẽ tiến hóa như thế nào. Cho nên, không thấy bất kỳ vẻ bối rối gì, miệng vẫn tiếp tục lầm bẩm. Ngày sau đó, lại có nhiều tử linh chiến sĩ từ dưới đất bắt đầu bò lên tiếp tục giống như thủy triều kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau tiến lên lao về phía diệp trần diệp trần thấy đối phương rõ ràng muốn sử dụng chiến thuật biển người tuy rằng những tử linh chiến sĩ này cũng không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì đối với hắn thế nhưng giày dừa lại cực kỳ mất thời gian hắn cũng không muốn cứ bị đối phương làm mất nhiều thời gian như vậy lưu ly kim thân mở phạm tường thiền địa mở chính khẽ oành oành hai tiếng sau khi quát khẽ hai tiếng ấy trên người diệp trần đập tức tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt sau đó thần thể cũng đột nhiên cao lớn hơn gấp ba bốn lần biến thành một người khổng lồ cao lớn tới gần năm mét diệp trần hóa thân thành người khổng lồ hành động không kiêng nể gì nữa trực tiếp ra tay ngang tảng bạo ngược và chạm nghiền ép những tử linh chiến sĩ kia bay thẳng về phía nại các lỗ đặc những tử linh chiến sĩ kia chỉ cần đụng vào thân thể của Diệp Trần nên lập tức nổ tung. Đứt qua thì lập tức nát vụn, nhìn thật giống như bánh xe nghiền ép những con kiến hôi. Trong nháy mắt, nhanh chóng lao tới chỉ còn cách lại các lộ đặc khoảng hơn 10 thước. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt quả lua khô quát kia của lại các độ đặc, cuối cùng đã hiện ra vẻ chấn kinh. Đây chính là tiên thuật của tiên nhân cổ đại sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Còn may, ta sớm đã có chuẩn bị. Mặt thấy Diệp Trần đã giơ lên cánh tay khổng lồ, hung hăng đập về phía hắn. Hai tay nại các lỗ đặc, đột nhiên thi triển ra một cái chú ấn kỳ quái, đồng thời trong miệng thét lớn một tiếng, ra đi, nô bộc của ta. Sau khi giọng nói này của nại các lỗ đặc rời xuống, mặt đất phía trước bỗng nhiên đổ tung lên, từ diện đất lại xuất hiện một bộ xương khô. Không, nói chính xác hơn thì đây không phải là một bộ xương khô mà là một xác ướp màu vàng kim. Sau khi con xác ướp màu vàng kim này đi ra, lập tức lao về phía của diệp trần sắc âm màu vàng kim ngay lập tức bị diệp trần vung tay đánh bay ra xa nhưng cùng lúc đó diệp trần cũng lùi lại hai bước thứ gì thế này sự xuất hiện đột ngột của sắc ướp màu vàng kim này khiến diệp trần cũng phải kinh hãi dưới sự tấn công khủng bố như vậy của ta sắc âm kỳ lạ này thế mà lại không bị đụng nát chứng tỏ đây không phải là một bộ sắc ướp bình thường sắc âm này khi còn sống chắc chắn là rất cường đại Lúc này, nãy các lộ đặc kia lại vang lên tiếng cười trói tai, khó nghe một lần nữa. Người biết không, tại sao ta lại muốn lựa chọn ở nơi này không? Bởi vì ở đây, ngoài việc có rất nhiều tử thi, số tử linh đếm không hết này cung cấp cho ta một đội quân hùng mạnh để sử dụng. Mà ta còn cảm ứng được, ở dưới nơi đây còn có một cái mộ địa rất lớn. Nếu như ta đoán không sai, thì chắc là mộ địa của tu tiên giả ở phương đông các người. Diệp Trấn nghe được điều này, hai mắt không thể không kẽ híp một cái, nhìn vào con sắc ướp màu vàng kim kia ngăn ở trước người nãy khắc lỗ đặc. Khoe môi của Diệp Trần dương lên đủ cười lạnh. Người cho rằng bằng vào một mình đó có thể chống lại được ta sao? Không nghĩ tới, nãy các lộ đặc lại cười to khẳng khặc một lần nữa. Đồ bộc của ta cũng không chỉ có một đâu. Ra đi, các bảo bối của ta. Vừa dứt lời, nãy các lộ đặc rất nhanh thì triển thảo ta kết xuất một cái chú ấn lần nữa đồng thời trong miệng ngâm ra một câu chú thuật, ngay lập tức mặt đất nứt toác ra, liền đó ba cái xác ướp màu vàng kim bay vụt ra từ lòng đất đất nẻ. Lần này ngay cả trên mặt của Diệp Trần cũng hiện ra vẻ cường trọng. Thông qua phán đoán sơ bộ của hắn, bốn con xác ướp màu vàng kim trước mắt này đều đã tu tiên giả thượng cổ. Hơn nữa có ba con trong đó khi còn sống chắc chắn đã đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí ở trên người một con xác ướp còn có ánh sáng vàng rất mạnh kia, chắc chắn khi còn sống đã đạt tới cảnh giới kim đan. Ở ngoài xa hơn bởi dặm, mấy người tiên sĩ Tesla ở trên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, lập tức thi nhau hiện ra vẻ vui mừng như điên. Thật sự không ngờ tới, dưới mảnh đất này, thế mà lại chôn giấu một đội quân tử linh chiến sĩ có sức mạnh kinh khủng như thế. Lần này coi như có trò hay để xem rồi. Ngay cả tần trí, trước đó cực kỳ xem thường lại các lộ đặc lúc này trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ trở mong. Nói không chừng, vị tử linh đại pháp sư này thật đúng là có thể giết chết hắn. Không nghĩ tới, tên là thế mà lại lắc đầu nói, no no đâu no, ta không phải muốn giết chết hắn, mà là muốn bắt sống hắn mang về để nghiên cứu. Ta truy tìm tung tích tu tiên giả ở phương đông các người đã rất nhiều năm. Diệp cuồng tiên này thế nhưng là tiêu bản duy nhất còn sống mà ta gặp được. Trên người của hắn khẳng định cất giống một bí mật rất lớn sau khi ta hiểu được bí mật trên người của hắn, thì sẽ chế tạo ra càng nhiều, càng nhiều tu tiên giả có sức chiến đấu phi phạm giống như hắn. Đến lúc đó, nước Mỹ chúng ta vẫn có thể chân chính sừng bá toàn cầu. Sau khi tetlan nói xong kế hoạch ước mơ mà mình vạch ra, lập tức đắc ý cười hà hà. Mà tần trí ở một bên cũng cười theo, nhưng trong lòng lại đang âm thầm chửi rủa. Thật sự là một thằng điên, nhân vật giống như Diệp Cuồng Thiên này không nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian giết chết hắn đi. thêm vào con muốn nghiền cứu hắn. Thằng óc chó này, đầu bị đụng cánh cửa phải không? Phía bên Diệp Trần, sau khi được nại khắc lộ đặc triệu hồi, bốn sắc ướp, tù tiền giả đã ngay lập tức lao vào chiến đấu với Diệp Trần. Những con tử linh chiến sĩ lúc trước không thể so sánh với bốn con sắc ướp tu tiên giả này. Căn bản bọn chúng không cùng đẳng cấp để nói đến hai chữ so sánh. Nhất là so với con sắc ướp tu tiên giả có cảnh giới kim đan kia. So với mức độ cứng cáp, thần thể của sắc ướp tu tiên giả có cảnh giới kim đan này với diệp trần cũng không kém hơn bao nhiêu. Những thi thể này mà quần áo nhìn qua rất cổ xưa, hơn nữa từ mức độ mục nát của mấy con sắc ướp này có thể luận ra chúng chắc hẳn ít nhất cũng phải xuất hiện ở đây hơn một ngàn năm. Xem ra ngàn năm trước đây, tu tiên giả hoa hạ có thực lực vẫn đã rất cường hãn, so sánh cùng cấp bậc cũng không kém hơn bao nhiêu so với tu sĩ bình thường ở tu trần giới. Chỉ có điều là không biết vì sao đến thời kỳ cận đại, những tu tiên giả có thực lực cường đại này lại không còn một ai tồn tại. Đạo Pháp lập tức xuống dốc tới mức độ thế này là nguyên nhân vì sao cơ chứ? Trong lòng đang âm thầm cảm khái, đồng thời Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bốn con săn ướp này nữa, thấp giọng lầm bầm nói. Cả người đều đã chết rồi, giữ lại cỗ thi thể này cũng không có tác dụng gì sẽ chỉ để làm cho người ta ác lợi dụng điều khiển mà thôi. Hôm nay, hãy để cho ta tiện các ngươi một đoạn đường cuối cùng để đi. Nói dòng đời này, Diệp Trần đã thu hồi thần thông pháp tường thiên địa. Sau đó hai tay bỗng nhiên duỗi ra một cái. Tam bộ chân hỏa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Diệp Trần đột nhiên bắt lấy một con xác ướp trong đó. Búng tam bộ chân hỏa đã bốc cháy lên thân thể nó. Những xác ướp này trước đây là tu tiên giả chân chính. Mức độ cứng rắn của nhục thân tự nhiên người bình thường không thể đánh động. Lấy tù vi bây giờ của Diệp Trần cũng không thể tiêu hủy nó một cách dễ dàng bằng tam bộ chân hỏa. Cũng may, những sắc ướp này cũng không có ý thức tự chủ, căn bản không biết đau đớn và cách chống đại thừa của tam bộ chân hỏa. Diệp Trần một tay dùng tâm bộ chân hỏa mà đốt cháy một sắc ướp, tay còn lại ngăn cản ba con sắc ướp khác đang vây công. Mất tới tận một phút cuối cùng mới có thể đốt cháy sắc ướp kia thành trò bụi. Sau đó, Diệp Trần đặt lại chiều cũ, bắt đầu đốt cháy ba con sắt ướp tu tiền giả khác. Thấy cảnh này, nãy các lỗ đằng và mấy người ở trên ngọn núi đằng xa kia, sang mặt của tất cả đều đại biến. Ngọn lửa này thật là kinh khủng, cách xa như vậy mà ta còn cảm nhận được uy lực của ngọn lửa này. Diệp cuồng tiền này thật đúng là luôn có thể mang tới niềm vui mới cho người ta. Tần trí ở một bên, lập tức âm thầm mắng một lần nữa. Còn mẹ nó chứ, thế mà còn mang tới niềm vui à? rõ ràng là phải sợ hãi mới đúng thằng óc chó ngu như con bò này mà không biết là đang nghĩ gì càng ngày càng điên rồi thế nhưng hắn tự nhiên không thể nói ra những lời trong lòng này được nhịn không được mở miệng quyền nhủ tiến sĩ à xem ra tình huống có biến nếu không chúng ta vẫn nên tạm thời rút lui trước đi ted là qua tay áo phớt lở nói người chẳng lẽ đã quên trên tay của tử thần lại các lỗ đặc còn có một con ái chủ bài mà cường đại còn chưa có sử dụng sao cùng lúc đó tự thân nại các lộ đặc nhìn thấy diệp trần thế mà lấy một loại ngọn lửa thần kỳ thiêu hủy đi bảo bối mà hắn triệu hoán đi ra thì lập tức vô cùng chấn kinh ngay và lúc hắn còn đang ngây người diệp trần đã đốt cháy được hai cỗ sắc ướp tu tiền giả kia nại các lộ đặc cuối cùng đã bắt đầu luống cuống lập tức nâng quyền trưởng trong tay lên đột nhiên chỉ về phía diệp trần lúc đầu ta không muốn sử dụng cái này xem ra hôm nay đành phải để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thứ thành ba quyền trượng. Một chiêu tấn công bằng luồng sóng âm phát ra từ trên quyền trượng màu đen kia. Vũ khí công kích bằng sóng âm đừng phát ra với vận tốc bằng âm thanh. Hơn nữa vô hình vô tướng. Còn ở khoảng cách cắn như vậy, cho dù là Diệp Trần, căn bản cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đã đánh trúng vào thân thể của hắn. Thân thể bây giờ của Diệp Trần sớm đã cứng hơn so với kim cương, không chỉ gấp 10. Bị đạo công kích vô hình này đánh tới vẫn còn phải liên tục lùi lại. Thậm chí ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng nhận được một cỗ xung kích vô hình đã bắt đầu tràn ra máu tươi. Đây là thứ gì chứ? Nhìn vào quyền trượng màu đen trong tay nại các lỗ đặc, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không giật mình. Nếu không phải hắn vừa rồi mới thi triển thần thông lưu ly kim thân, thì vào lúc này nó không chừng đã bị trọng thương rồi. Vũ khí sóng âm sao? Sau khi Diệp Trần hơi sững sờ, trong nháy mắt đã phản ứng lại những ngày hắn làm sát thủ ở kiếp trước, gần như là đối với mọi loại vũ khí giết người, thì cũng đã có được sự hiểu biết nhất định. Mà ở trong đó, có thể hắn ấn tượng và khắc sâu nhất chính là loại vũ khí công kích bằng sóng âm trong tay nại các lộ đặc kia. Loại vũ khí này có thể phát ra một loại sóng âm có tần số siêu suất cực lớn, có thể nói là phát ra cộng hưởng với thân thể của người và động vật, từ đó tạo thành tác động mạnh mẽ đối với nội tạng trong cơ thể con người nhẹ thì biến dạng lệch vị trí nặng thì trực tiếp nát vụn hơn nữa điều quan trọng nhất chính là loại vũ khí này là một loại vũ khí công kích bằng sóng âm sợ không được nhìn không thấy lại có tốc độ cực nhanh uy lực cực lớn giết người ở trong vô hình người bị tấn công thì có thể trong đáy mắt chết bất đắc kỳ tử nhưng ở bên ngoài thì không có một chút dấu vết nào cả quả thực chính là vũ khí tuyệt vời nhất mà dễ ám sát theo đuổi rất rõ ràng thứ thanh bao quyền trưởng trong tay của nại khắc lộ đặc này so với đôi thần quyền trưởng trước đó như nhau đều là loại vũ khí siêu cấp khoa học kỹ thuật mà siêu năng cục của nước mỹ nghiên cứu ra người quả nhiên là người của siêu năng cục nước mỹ phái tới vẻ mặt của diệp trần lạnh như băng vừa nói chuyện còn bắt lấy một con xác ướp tù tiền giả đang lao tới vừa vặn ngăn chặn ở trước mặt làm tấm chắn cho mình sau đó từ từ tới gần nại khắc lộ đặc nại khắc lộ đặc cũng không nghĩ tới nhục thể của Diệp Trần đã cường đại tới mức có thể chống lại được công kích của thứ thanh ba quyền trưởng này, mà không bị thương chút nào. Mặt thầy bôn còn sắc ướp Tù tiền giả đã bị Diệp Trần giải quyết hết ba con. a à, chủ bài cuối cùng của hắn cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Diệp Trần. Nếu như nói không sợ chút nào, thì đó là chuyện không thể nào. Tuy nhiên rất nhanh, nãy các lỗ đặc đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên cười khẳng khặc một tiếng, nâng thứ thanh ba quyền trượng trong tay lên, xoay chuyển phương hướng một cái, từ từ nhắm ngay vào tô mạn ở một bên, ung dung mở miệng nói. Còn dám tiến lên một bước, ta sẽ giết cô ta. Diệp Trần thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi lớn, lúc này đã dừng bước chân lại. Lấy ủy lực thứ thanh ba quyền trưởng này của đối phương, ngay cả Diệp Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng, ngăn cản. Uống chỉ tô mạn, chỉ là một người bình thường, vậy còn không phải trong nháy mắt bị oanh thành thịt vụn sao? nằm các lỗ đặc thấy mình đã chấn nhiếp được Diệp Trần. Trên khuôn mặt gầy gò khô quát kia, lại nở ra nụ cười đắc ý. Chậm rãi ung dung mở miệng lần nữa nói. Diệp cuồng tiên, thực lực và thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dữ liệu của ta. Thứ thành bà quyền trưởng trong tay của ta đủ để đánh xuyên qua tấm thép dày tên 10 mét. Thế mà ngươi còn có thể chống lại, hoàn toàn khiến cho người khác phải kinh ngạc rồi. Tuy nhiên đáng tiếc, dù sao người vẫn còn quá trẻ tuổi, lại bị tình cảm ràng buộc, mà chính cái nhược điểm này sẽ lấy đi mạng sống của ngươi. Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, gắt cao nhìn chằm chằm lão già da trắng, giống như bộ xương khô ở trước mặt này, lạnh đồng nói. Người đến cùng muốn như thế nào? Nãy các lỗ đặc lại cười khẳng khặc một tiếng nữa, đột nhiên tay trái vừa lật, lấy ra một bình thuốc màu xanh lam, tiện tay vung lên, nhẹ nhàng bay tới trước mặt Diệp Trần, đồng thời mở miệng lần nữa nói uống bình thuốc nước siêu cấp ngủ đông này vào. Ta cam đoan, chẳng những không giết tiểu tình nhân của ngươi, người cũng sẽ không chết. Sau khi Diệp Trần nhận lấy bình thuốc nước, quay miệng không thể không nhếch lên. Làm sao ta biết, người nói chuyện có giữ lời hay không? Nhận đầu ta uống bình thuốc nước này của ngươi vào rồi. Người đật lọng, đều muốn giết tất cả chúng ta, thì làm sao bây giờ? Nãy các lộ đặc, ngay lập tức trừng hai mắt lên, lạnh giọng nói. Bây giờ ngươi không có lựa chọn nào khác, có tin ta bây giờ giết chết tiểu tình nhân của ngươi hay không? Diệp Trần nhún vai trực tiếp ném còn sang ướp tu tiên giả, đã không nhận sự khống chế của nại các lỗ đặc sang một bên. Được rồi, ta sẽ uống. Nói chuyện đồng thời Diệp Trần mở miệng của bình thuốc màu xanh nam này, chuẩn bị uống hết. Nãy các lỗ đặc thấy thế, trong lòng lập tức buông lỏng. Nhưng ngày sau đó, lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngày sau đó, giọng nói thiếu niên kia nhưng mà giống như quỷ mị lao tới trước mặt của hắn trên mặt còn mang theo nụ cười diễu cợt uống cái còn mẹ nhà ngươi vào đúng thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đó diệp trần lợi dụng sự buông lỏng phòng bị của nãi khắc lỗ đặc trực tiếp sử dụng thần thông xúc địa thành thốn giống như thế sẽ đánh trùng sát tới trước mặt của hắn nãi khắc lỗ đặc căn bản không kịp suy nghĩ đối phương ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm như thế nào lại vượt qua khoảng cách mấy chục mét mà không hề có điểm báo trước đã xuất hiện ở trước mặt của hắn chứ sau khi kịp phản ứng thì bị đối phương đùa bỡn diễu cợt theo bản năng nãy các lộ đặc muốn nhấn vào chút mở của thứ ba thành quyền trưởng kia tuy nhiên không đợi đúc ngón tay của hắn phát ra lực đột nhiên cảm thấy thân thể bỗng nhiên đau đớn một trận cả người giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài nhưng mà còn chưa xong không chờ thân thể của hắn đứng vững thân ảnh kia đã như ánh chớp lao tới hùng hăng đấm một quyền xuống trong một cái chớp mắt Diệp Trần đã đấm vào trên người của nại các lỗ đặc mấy chục quyền. Hơn nữa từng quyền từng quyền đấm vào không lưu tình một chút nào. Cuộc đời Diệp Trần hận nhất chính là bị người ta uy hiếp. Nhất là bắt lấy người hắn quan tâm nhất tới để uy hiếp hắn. Điều này có thể nói là cấm kỵ lớn nhất của hắn. Nhưng là để Diệp Trần không tưởng tượng được là liên tiếp mấy chục quyền như mưa to gió lớn đấm vào trên thân thể gầy còm tiêu tụy của nại các lỗ đặc này. Thế mà không có đấm chết hắn. Thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không có xuất hiện. <laughs> Người không thể giết chết được ta đâu. Cơ thể của ta chính là sự kết hợp của vũ thuật cổ xưa với khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo thành bất tử trì thần. Nại khắc lộ đặc từ trong hố sâu, chậm rãi đi ra, thân thể vẫn còn lành lặn như cũ, không sứt mẻ gì. Giống như chỉ cần một cơn gió bay qua là có thể thổi bay hắn đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có việc gì. Thật sao? quay miệng của Diệp Trần nhếch lên, đồng thời bàn tay lật một cái, tam bộ chân hỏa đã phóng xuất trong một lần nữa. Nãy các lỗ đặc nhìn thấy ngọn lửa vô cùng quỷ dị ở trên tay của Diệp Trần kia, ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng trước đó, Diệp Trần đốt cháy sáng ướp tù tiền giả, chợt biến sắc mặt, lập tức quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc, tốc độ của hắn trong nháy mắt, Diệp Trần quả thực so với tốc độ của một con rùa thì đúng là không khác nhau mấy. Thân thể Diệp Trần trực tiếp nhón một cái, đã đuổi tới phía sau hắn. Sau đó, bắt lấy gái của hắn, trực tiếp xách lên giống như xách một con gà. Chết đi cưng! Hai tay của Diệp Trần rút ra tam bội chân hỏa tới cực hạn, ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt, nuốt trọn lấy nải khắc lộ đặc vào trong đó. Nải khắc lộ đặc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà cái thân thể có danh xưng bất tử chi thân kia, ở dưới sự thiêu đốt của tam bội chân hỏa, đã bắt đầu bị hòa tan dần dần. Tuy rằng tốc độ hỏa tan so với bà còn sắc ướp tu tiền giả kia chậm hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn có hiệu quả. Không được, đừng có giết ta, ta bằng lòng thần phục với ngài. Từ nay về sau, lẫn đô bộc trung thành nhất của ngài. van cầu ngài, đừng có giết ta. Nãy các lỗ đặc cuối cùng cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Ngay lập tức, bắt đầu đớn tiếng hướng với Diệp Trần khẩu khẩn. Diệp Trần nghe được điều này, thì lại liên tục cười lạnh. Căn bản là không rảnh để ý khống chế tam bội trần hỏa tiếp tục thiêu đốt. Mấy người tách La đứng ở trên đỉnh núi phía xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, sớm đã khiếp sợ không nói nên lời, cho dù là ai cũng không nghĩ tới, lại các lộ đặc trà hết các con át chủ bài, hơn nữa còn chiếm cứ thiên thời địa lợi, thế mà vẫn bị Diệp Trần hung hăng bạo ngược. Thậm chí, ngay vị tử thần có danh xưng bất tử chi sân này, bây giờ cũng phải đối diện với việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Sao lại như thế? hắn làm sao có thể cường đại tới mức độ như vậy mới một khắc trước Tạt là còn tràn đầy sự tự tin xem một lần bắt giống được diệp trận Tạt là giờ phút này đã lộ ra biểu cảm hoảng loạn và điên cuồng tay chân bắt đầu luống cuống kết quả trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hành động lần này của hắn bản thân bí mật tự mình hành động hơn nữa để cho an toàn hắn cố ý mời tới tử thần nại các lỗ đặc một trong mười hai vị chủ thần vốn cho rằng hắn là có thể mười phần chắc chín sẽ giành được kết quả như ý. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi bắt được Diệp Quảng Tiên, sau khi trở về siêu năng cục nước Mỹ, cho dù là bon cục trưởng cũng sẽ không nói gì hắn. Thế nhưng bây giờ chẳng những người không bắt được, thậm chí còn làm một vị cao thủ cấp trấn quốc chết đi. Nhiệm vụ thất bại là việc nhỏ, tạo thành một cái kết quả như bây giờ, chỉ sợ sau khi trở về phải tiếp nhận hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất. Nói không chừng, lập tức bị trục xuất khỏi siêu năng cục nước mỹ mà tần tri ở bên cạnh cũng không thể không âm thầm cảm thán ta nói rồi diệp Quang tiên không có dễ đối phó như vậy đâu mặt Tết tesla bên cạnh cằm cười của hắn đều là đang trong trạng thái ngớ ngẩn tần tri vội vàng kéo lấy hắn hướng xuống núi chạy đi đồng thời mở miệng khuyên nhủ. tiến sĩ kết quả hôm nay kết cục đã định hoa hạ chúng ta có một câu chuyện xưa giữ được núi xanh không lò thiếu củi đốt nơi đây không thể ở lâu chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút khỏi thôi. Tên là một mặt ba hồn bảy vía bay lên mây, mặc cho tần trí lôi kéo hắn, nhanh chóng hướng dưới núi chạy đi. Diệp Trần trước đó còn truyền tầm đánh nhau, căn bản không có để ý tới xung quanh có người. Bây giờ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, lúc này mới phát hiện ở trên đỉnh núi cách đây bởi dặm, dường như có người ở chỗ này đang nhìn trộm mình. Xem ra, chắc là đồng bọn của lão già này không thể nuôi hổ gây họa diệp trần đang định nhanh chóng tiêu diệt nại các lỗ đặc sau đó trực tiếp truy sát tới nhưng không ngờ nại các lỗ đặc này cầu xin diệp trần không được sát ý cường quyết trong hai mắt ngay lập tức lộ ra một cô hận ý nồng đậm bỗng nhiên bắt đầu thấp giọng ngầm sướng nại các lỗ đặc ta dựa vào linh hồn của tàng Quyền Rùa tàng Quyền rủa ngươi vĩnh viễn bị thống khổ quấn quanh đời đời kiếp kiếp chết đi trong thống khổ đó theo nại các lỗ đặc ngầm sướng không ngừng thân thể của hắn thế mà nhanh chóng hỏa tan. Tuy nhiên, từ trong thân thể của hắn, đột nhiên có một làn khói đen bay ra, trong nháy mắt nhào vào trong thân thể của Diệp Trần. Cùng ở lúc Diệp Trần đang ngây người này, căn bản không kịp phản ứng, lập tức trúng chiêu. Sau khi nại khắc lỗ đặc dồn hết sức lực và lần đánh cược cuối cùng, thân thể ngay lập tức không nhịn được nữa, trong nháy mắt bị tam bụi chân hỏa của Diệp Trần đốt cháy, không còn gì, hóa thành một làn khói xanh mà Diệp Trần sau khi bị đàn khói đen kia xâm nhập vào trong thân thể. Ngay lập tức, đầu đau nhức một cô lực lượng linh hồn bẩn thỉu đã xâm nhập vào trong thức hải của hắn, khiến đầu của hắn đau đớn một lúc. Sau khi Diệp Trần kịp phản ứng, lập tức tâm thầm cười khổ. Chủ quản quá, thế mà trúng thuật nguyền rủa của cái tên này. Còn may tu vi của tên này còn có hạn. Xem ra, phải nhanh trở về bế quan, trục xuất lực lượng quyền rủa từ trong thức hải của ta đi ra. Cũng chính bởi vì như vậy, mà việc truy sát đám người Tesla phải dừng lại. Diệp Trần từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo, giết mấy người Tesla, để những người kia trốn thoát khỏi một kiếp. Diệp Trần đương nhiên không biết, cái ý nghĩ buồn thả mấy người này chính là một sai lầm, bởi vì về sau sẽ bằng tới cho hắn rất nhiều phiền phức. Đương nhiên đây là nói về sau. Bất kể nói như thế nào, cuối cùng vẫn thuận lợi cứu được Tô Mạn. Diệp Trần áp chế lực lượng quyền rùa kia trong đầu xuống, sau đó quay lại bên cạnh Tô Mạn, hắn cắt đứt dây thừng trên người, sau đó vác nàng lên đầu vai, trực tiếp hướng thành phố Vân Châu, nhanh chóng quay trở về. Khi trở lại Vân Châu, thì sắc trời cũng đã nhá nham tối. Diệp Trần đưa tôm Mạn tới chỗ Tô Lam, sau đó nhanh chóng trở lại biệt thự, bắt đầu bế quan trục xuất lực lượng nguyên rủa kia ra khỏi cơ thể. Bản thân của Diệp Trần dường như cũng khá lo lắng về lực lượng nguyên rủa này. Tại Kinh Đô, trong một câu lạc bộ tư nhân cấp cao bí mật, người chính là anh trai cùng cha các mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia sao? Tiến sĩ Tết là nhìn qua người tiêu niên ngồi trên xe lăn, chẳng những hai chân tàn phế, hơn nữa còn bị chặt mất một cái cánh tay. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. mà tiêu niên này hóa ra chính là anh trai cùng cha các mẹ của Diệp Trần, Diệp Vô Thương. Không đợi Diệp Vô Thương mở miệng, tần trí ở một bên cười nói, cha của anh họ ta chính là Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ. Diệp Cuồng Tiên thì là con trai của Diệp Thiên Ca, và Lâm Uyển Dung, điểm này thì không thể nghi ngờ. Tuy rằng lần này tiến sĩ chưa thể bắt được Diệp Cuồng Tiên, thì những anh họ của ta có rèn huyết mạch tương tự với Diệp Cuồng Tiên kia. Hơn nữa, nói về xuất thân, thì mẹ anh họ của ta xuất thân từ tận ra, cũng là cổ võ thế gia. Mà Lâm Uyển Dung kia, mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia, chẳng qua chỉ là người bình thường sống ở vùng nông thôn mà thôi. Diệp Cuồng Tiên có thể đạt tới cảnh giới, anh họ ta nếu có kỳ ngộ thích hợp, thì khẳng định cũng không kém hơn so với hắn. Tên là nghe vậy, thì nhau hai mắt lại, đôi mắt đảo quanh một lúc, không thể không âm thầm suy nghĩ. Lần này hắn thất bại tàn tác mà quay về. Hơn nữa, còn phải bồi thêm cả một tên cao thủ cấp trấn quốc, đang không biết trở về, phải bàn giao như thế nào. Nếu như có thể mang anh trai cùng cha các mẹ của Diệp Cuồng Tiên về, nghiên cứu thật tốt. Nó không chừng, cũng có thể lấy công chuộc tội, thuyết phục được con. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của Tết La đã âm thầm hạ quyết tâm, không thể không nhìn về phía Diệp vô thương, khen mỉm cười nói. Thường thế Diệp tiên sinh trên người, đối với siêu năng cục chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Ta chẳng những có thể chữa khỏi tàn tật trên người Diệp tiên sinh, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ngươi thành người có năng lực cường đại nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, Tết La nói tới đây, cố ý dừng lại một chút. Diệp vô thương quả nhiên cuống lên. Tuy nhiên cái gì? Tiến sĩ có điều kiện gì thì cứ việc nói cho rõ. Tedda cười nhạt một tiếng rồi nói. Nếu người muốn nhanh chóng mạnh lên thì cần phải tiến hành cải tạo gen. Quá trình này sẽ có chút thống khổ. Hơn nữa còn sẽ tiêu hào tuổi thọ. Diệp vô thường nói ngay. Ta không sợ. Chỉ cần tiến sĩ có thể để cho ta báo thù được cho cha mẹ. Ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tốt lắm. Tedda lập tức lộ ra về mặt tán thưởng. Ta sẽ dùng khoa học kỹ thuật tiền tiến nhất trên thế giới này tới chế tạo cho ngươi. Hơn nữa, con sẽ truyền thụ cho ngươi tất cả những gì ta có, bao gồm cả một số tàn quyền ghi chép về tu tiên giả phương đông. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp vô thương lập tức mừng rỡ, ngồi ở trên xe lăn không gửi nói. Đà tạ tiến sĩ đã bồi dưỡng ta. Ngay từ đầu Diệp vô thương được tần trí bí mật đưa tới. Sau khi nói rõ ý đồ, hắn còn có chút do dự. Dù sao cha của hắn tên nhưng đường đường là chiến thần của hoa hạ, Diệp Gia càng là thế gia danh tướng. Một khi đồng nhập vào siêu năng cục của nước Mỹ không thể không có hại với gia tộc và cha mình. Nhưng sau khi nghe xong lời này của Tesla, Diệp vô Tương dù như thế nào cũng bất chấp tất cả. Từ khi hai chân và một tay của hắn bị Diệp Trần phế đi, nhìn tận mắt cha mẹ của mình chết ở trước mặt mình, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thủ. Thế nhưng hắn biết rõ, đứa em trai cùng cha các mẹ này của mình quá cường đại. Cường đại đến nỗi làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng ngay cả lão tổ tần gia cũng không phải là đối thủ của người này huống chi đã trở thành người tàn phế như diệp vô thương hắn nhưng bây giờ ta đã xuất hiện để hắn tìm thấy được hy vọng hy vọng báo thù diệp cuồng tiên người chờ ở đó cho ta đợi đến lúc lần sau gặp lại chính là ngày ta báo thù cho cha mẹ của ta vào lúc này diệp trần đang toàn lực hóa giải lực lượng quyền rủa trong cơ thể của mình hoàn toàn không biết gì về việc Diệp vô thương gặp Tesla. Diệp vô thương đã trở thành người tàn phế, thế mà còn có thể có kỳ ngộ như vậy. Thật đúng là trên đời này lắm chuyện kỳ ảo. Cái gọi là lực lượng quyền rủa thật ra tìm người thi chú đưa oán niệm của mình xâm nhập vào trong thức hải của đối phương. Nếu như hóa giải muộn, thì sẽ nảy rễ mọc mầm ở trong thức hải, ngày càng lớn mạnh. Thà đến lúc quyền rủa trở thành hiện thực thì mới chấm dứt. Bản thân lại các lộ đặc là tử linh triệu hoán sư, tinh thần lực của hắn rất cường đại, lại thêm oán niệm cường đại trước khi chết. Nếu như đổi thành tu sĩ trúc cơ bình thường, thì căn bản không có năng lực phá giải lực lượng nguyên rùa này. Cho dù đối với Diệp Trần mà nói, phá giải quyền rùa cũng không tính là quá khó khăn, thế nhưng vẫn phải tốn không ít thời gian. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng chính là, ở lúc hắn hóa giải lực lượng nguyên rùa này, tinh thần lực của bản thân hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tốn mất thời gian 8 ngày, Diệp Trần cuối cùng cũng chuột xuất hoàn toàn oán niệm ác độc kia ra khỏi thức hại của hắn. Mà tinh thần được của hắn cũng bởi vậy mà đạt tới trúc cơ trung kỳ. Diệp Trần từ dưới đất đứng lên, phun ra một cụm khí bẩn ở trong lòng ngực. Cũng không biết chị mãn thế nào rồi, bây giờ chắc là đang ở nhà hàng nhỉ. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp lái xe Ferrari ra khỏi tiểu khu từ Kim Sơn Đào thẳng tới nhà hàng vậy. Tuy nhiên khi đi tới nhà hàng, ở cửa của nhà hàng Tô Thị, ở bên trong và ở bên ngoài tương đối náo nhiệt, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra. Diệp Trần thấy thế lập thế tức nhớ mày. Người nào ăn gan hùm bật gấu lại dám tới chỗ này gây sự chứ? Không khoa trương chút nào, bây giờ nói tới Vân Châu nho nhỏ này, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ, chỉ sợ cũng tìm không ra một ai dám chọc lên người Diệp cuộng Tiên thần điểm của Diệp Trần quét qua, trong nháy mắt đã biết được tình huống đại khái. Người tới gây sự này không phải là ai khác, hóa ra chính là Chu Thành Công, chồng cũ của Tô Lam, cha của Tô Mạn. Nói lên cái tên Chu Thành Công này, từ lúc mấy tháng trước, sau khi bị Diệp Trần hung hăng giáo huấn trong một chậu, sau đó vẫn không dám tới tìm Tô Lam gây phiền phức. Diệp Trần còn tưởng rằng cái tên này đã rời khỏi Vân Châu, không ngờ tới bây giờ lại tới nhà hàng để mà tìm Tô Lam. Trong nhà hàng tuy có rất nhiều bảo vệ mà đường ra và tạo ra phái tới. Nhưng hơn phần nửa là cố kỳ hắn là chồng cũ của Tô Lam, cho nên cũng không dám xen vào việc của người khác. Đại khái đoán được tình huống như thế, trên mặt cột Diệp Trần lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng. Sau khi xuống xe, trực tiếp cất bước đi tới nhà hàng. Mà lúc này, ngoài cửa nhà hàng tu Thị, chỉ thấy Chu Thành Công mặc âu phục, đi giải ra, ăn mặc dạng chó hình người, quỳ một gối ở cửa hàng, trong tay còn cầm một bó hoa hồng to, xung quanh còn xếp nến thành hình trái tim. Cửa nhà hàng còn có rất nhiều người không hiểu chuyện vầy dèm ở xung quanh. Em la mà, anh biết sai rồi mà, van cầu em quay về với anh đi, anh nhất định sẽ trở thành một người chồng mẫu mực chăm sóc cho em thật tốt. Lúc này Diệp Trần đã đi tới gần đây, thấy cảnh này, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Chú thành công này thêm mà lại cầu hôn với Tô Lam à? Tuy rằng biết rõ tên khốn này đến đây tìm Tô Lam làm bốn tái hôn, tám chín phần mười là nhìn thấy Tô Lam bây giờ ăn nên làm ra. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Tô Lam, hắn thật đúng là không tiện nhúng tay vào. Trừ khi Tô Lam thể hiện thái độ từ chối, trong lòng còn đang nghĩ về vấn đề này. Một cô gái dáng người yểu điệu, mặc áo màu xanh lam, quần jean, đeo giày thể thao màu trắng, từ trong nhà hàng lao ra thở phì phì, hóa ra chính là Tô Mạn. Chu Thành Công, sao mặt của ông lại dày đến thế? Mẹ tôi nói, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không tái hồn với ông. Cả đời này cũng sẽ không, không bao giờ. Ông cút đi nhanh lên. Nghe được lời này của Tô Mạn, Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Ngay lập tức từ từ đẩy đám người đang vây xem ra, đi về phía của Chu Thành Công. Nhà đầu này, con đây đã đang nói gì vậy? Bất kể nói như thế nào, dù sao cha cũng là cha của con. Dưới gầm trời này, nào có con cái nào mà không hy vọng cha mẹ của mình đoàn tụ một chỗ? Hôm nay tuy không có ánh trăng tuyệt diệu, nhưng dưới ánh trăng vàng ấm áp của mùa đông tràn đầy thơ mộng này, trả tới đây là với tấm chân tình của mình để cầu hôn mẹ con, một lần nữa mong cho ông trời đưa đẩy để hai con chim én tìm về với nhau. Về mặt của chú Thành Công tỏ ra đau lòng nhức óc, nói ra những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim mình. Mà sau khi nghe những lời này của Chu Thành Công, thì tô mạn trợn tròn đôi mắt, há hốc mồm, hai răng va vào nhau lập cập, càng người nổi da gà. Trong lúc nhất thời, có chút choáng váng. Mà Diệp Trần đang bước tới đột nhiên cựng lại, trố mắt mà nhìn. Quay miệng của hắn thì giật giật liên hồi, đứng trồn chân tại chỗ. Trong lòng thầm nghĩ, tên này bị ngáo đá sao? Mà những lời nói này của Chu Thành Công thì lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người vây quanh, khiến ai ai cũng đồng cảm với hắn mà gật đầu. Đúng rồi, coi như trước kia người ta không tốt, dù sao bây giờ người ta cũng đã biết quay đầu hối cải rồi. Ta hủy đi mười ngôi miếu, cũng không bằng hủy đi một mối nhân duyên. Tiểu nha đầu này, sao có thể nói với cha của mình như vậy, còn gọi thẳng tên ra, thật sự là không có quỳ củ lễ giáo gì cả. Mọi người nghị luận ẩm ý, nhưng dư luận rõ ràng càng ngay, càng nghiêng về phía của chú Thành Công. Chu Thành Công lộ ra nụ cười đáng ý, mà Tô Vạn sau khi phản ứng lại, thì lập tức tức giận chậm chân tại chỗ, nhưng lại không thể làm gì. Đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lạnh đạm vang lên. Chu Thành Công, Dường như tôi đã từng cảnh cáo ông rồi thì phải. Hình như là nếu như ông còn dám tới quấy rối gì Lam, tôi sẽ để cho ông phải hối hận khi tới thế giới này thì phải nhỉ? Thế mà hôm nay còn cả gan tới đây, nói những lời khoác lác, nghe đến rùng mình như vậy à? Mọi người nghe được giọng nói này, ngay lập tức thì nhau, theo đời phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một người thiếu niên mặc quần áo bình thường, đang từ từ đi từ trong đám người tiến tới. Cũng không biết vì sao, nhưng đời thiếu niên này đi qua, mọi người ở hai bên không tự chủ được, thì nhau đổi lại, tự động nhường ra một con đường thẳng. Tiểu Trần Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, vẻ mặt tổ mạn ngay lập tức tràn đầy vui mừng, mà sắc mặt của Chu Thành Công thì hơi đổi một chút. Lần trước bị Diệp Trần đánh trong một trận, quả thực khiến hắn phải sợ hãi trong một thời gian dài. Lần này, nếu như không phải hắn nghe nói, bây giờ Tô Lam trở thành tổng giám đốc một nhà hàng lớn nhất toàn thành phố Vân Châu, đã không còn là bà Tô nghèo khó ngày xưa nữa cho nên không kìm nén nổi tâm tư trong lòng. Từ đó không sợ nguy hiểm, ôm mộng tưởng hão huyền, đánh liều mà tới đây cầu hôn Tô Lam. Thế vẻ mặt lạnh đùng của Diệp Trần nhìn hắn. Ngay lập tức, Chu Thành Công bị dọa đến hai chân run bần bật. Chỉ tay vào Diệp Trần, run lại bẩy nói. Ta, ta, ta cảnh cáo ngươi. Đây là việc của Chu gia ta, cùng với người ngoài như ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Người, người, người ít xen vào chuyện nhà người khác đi. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng. Diệp Trần trực tiếp hơi động một chút, cũng đã lao tới trước mặt Chu Thành Công, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, từ dưới đất sách cổ Chu Thành Công lên. Mọi người ở xung quanh thấy thế, lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vội vàng đuôi lại, âm thầm kinh hồ. Tiểu tử này thật là khỏe đấy. Mọi người vây xem vốn còn muốn hót đệm thêm cho Chu Thành Công vài lời. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Trần khí thế dọa người như vậy, lập tức lời đến khóe miệng nuốt ngược trở về, ngậm chặt cái miệng lại, không dám hò hè nửa câu. Diệp Trần chẳng thèm quản chuyện người khác, nghĩ như thế nào, trực tiếp lạnh lùng nói. Nói đi, ông muốn chết như thế nào? Chu Thành Công cảm nhận được sát ý trong ánh mắt của Diệp Trần, lập tức sợ sắp te ra quần. Tuy nhiên, vẫn ngoài mạnh trong yếu mà nói. Người, người ở dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông đầy thơm mộng này, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta cũng không tin người dám giết ta. Ái chà chà, vẫn còn tâm tư làm văn cơ à? Ông xem tôi có dám hay không nhé? Diệp Trần nói xong, tay đã bắt đầu phát lực. Chú thành công trong nháy mắt, bắt đầu cảm thấy cả người như bị rút hết sinh khí. Có chút hít thở không thông. Sau đó đại não bắt đầu thiếu dưỡng khí, khuôn mặt kìm nén tới đỏ bừng, tứ chỉ bắt đầu liều mạng dãy giụa giữa không trung. Mọi người thấy cảnh này lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại lần nữa. Rõ ràng cũng không nghĩ tới, thiêu niên nhìn qua yếu đuối này thế mà dữ tận như vậy. Đây đã có ý định giết người giữa đường phố hay sao? Tô mạn ở một bên thấy cảnh này, lập tức cuống lên. Tiểu Trần, em giao huấn ông ta một chút là được rồi. Đừng, đừng giết ông ấy, dù sao ông ấy cũng là... Thật ra thì Diệp Trần sớm biết Tô mạn sẽ cầu tình cho hắn. Hắn chẳng qua là cố ý hiển lộ ra sát khí, tạo thành bóng ma tâm lý cho Chu Thành Công. Sau này, nhìn thấy chính mình là sẽ sợ hãi, cũng không dám lại tùy tiện mà tới quấy rối mẹ còn tù làm nữa. Hôm nay, bởi vì chị bạn cầu tình thầy ông, tôi tha cho ông lần này. Nếu như có thêm lần nào nữa, ông biết sẽ có hậu quả gì rồi chứ. Nói xong lời này, Diệp Trần ném Chu Thành Công sang một bên, giống như ném vào rác. Sau đó lạnh đồng nói, mang theo đồ nghề của ông rồi cút đi. Chú Thành Công mới vừa rồi bị Diệp Trần sách cổ lên, cảm thấy chính mình giống như đi dạo trời ở quỷ môn quan một vòng. Lúc này đúng quần đã ướt nhẹp, nào còn dám lưu lại đây lập tức cò cẳng chạy ra khỏi đám người chỉ chốc lát liền biến mất như một làn khói không thấy đầu nữa không có chuyện gì tất cả mọi người tản đi đi diệp Trần lại đảo mắt nhìn mọi người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mọi người vào lúc này cũng đã nhìn ra thiếu niên nhìn như cởi yếu này tuyệt đối là một nhân vật hùng ác bọn họ vốn chỉ tới để xem náo nhiệt bây giờ đã không còn náo nhiệt nữa tự nhiên cũng không nán lại thế là thi nhau giải tán cả mọi người vừa đi tô mạn lập tức chạy tới, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay phải giơ lên, ngón tay trỏ liên tục chạm chạm vào cằm, đi vòng quanh diệp trần đánh giá một vòng, lại một vòng, dường như muốn nhận thức lại diệp trần. diệp trần biết, tô làm chắc là còn chưa có nói thân phận của mình ra cho tô mạn, chỉ dẫn ngay cả tô lam cũng không hoàn toàn hiểu rõ chính mình thôi. nhìn thấy ánh mắt tô mạn kia, giống như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, diệp trần không thể không sờ lên cái mũi, cười rồi nói, bà chị à. Chị nhìn em chằm chằm lắm cái gì thế? Có phải phát hiện em trai của chị trở nên đẹp trai rồi hay không? Tôi mà ăn theo bản năng nhẹ gật đầu. Quả thân trở nên đẹp trai. Tàn nhổ vào. Ai chú ý em có trở nên đẹp trai rồi hay không? Tiểu tử thối. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật khải báo cho chị biết. Em trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào? Diệp Trần cố ý vuốt vuốt mái tóc, cắt ngang chắn một chút, nghiêm túc nói. Em của chị vốn đã rất lợi hại rồi mà. Tôi mặn lập tức làm ra tư thế như muốn đồn bừa chị tin em mới là lạ đấy. Hai chị em chơi đùa một lúc, vẻ mặt tô mạn hơi nghiêm túc nói. Em trai, chuyện em biết võ công, chị không hỏi tới. Tuy nhiên có một việc, em nhất định phải trung thực nói cho chị biết. Diệp Trần biết, gần nửa năm nay, bởi vì quan hệ với hắn, trong nhà xảy ra biến hóa nghiêng trời đạch đất, Tô Mạn khẳng định đầy bụng nghi vấn. Quả nhiên Tô Mạn kéo Diệp Trần sang một bên, sau đó mới từ từ mở miệng hỏi. Em nói thật cho chị biết, nhà hàng tô thị này đến cùng là có chuyện gì xảy ra chị nghe người ta nói chị tiền đất ở nơi này cũng giá trị hơn trăm triệu đấy mẹ chị trở nên có nhiều tiền như thế từ lúc nào vậy hai mắt của diệp trần khẽ híp lại một cái gì làm không có nói gì cho chị biết sao tôi bạn nói mẹ chị nói nhà hàng này là của người khác đầu tư cho dường như là một vị họ sợ chị gặp một lần dáng dấp rất là xinh đẹp diệp trần âm thầm buồn cười Thật ra thì Tô Nam cũng nói không có sai. Cái nhà hàng này toàn bộ đều do tập đoàn Tô Diệp bỏ vốn ra, mà Sở Phi Yên là người phụ trách toàn quyền của tập đoàn Tô Diệp kia. Tôi bạn tự nhiên làm sao có thể nghĩ ra, ông chủ đứng sau tập đoàn Tô Diệp này lúc này còn đang đứng ở trước mặt cô đây này. Tuy nhiên Diệp Trần cũng hiểu rõ, Sở dĩ Tô Nam không nói tất cả mọi chuyện ra cho tôi bạn biết, khả năng là sợ trong thời gian ngắn, cô ấy không thể tiếp nhận được. Thế nên hắn cũng không nói ra, cười mà nói: sợ tiểu thư em cũng biết công ty của cô ấy làm là đầu tư có thể là cô ấy cảm thấy gì lam có năng lực kinh doanh nhà hàng đi tốt xấu gì thì dì lam cũng là sinh viên giỏi của trường đại học yến kinh mà tôi mạn nghe được diệp trần giải thích lần này về mặt rõ ràng hoài nghi nhưng lại thấy diệp trần lại không giống như đang nói láo hơn nữa thật sự rõ ràng ở trước mắt như vậy cũng không phải là do cô ta không tin thế là lắc đầu nói được rồi được rồi chị coi lời nói của em là sự thật đi Nói sau câu này, Tô Mạn định kéo Diệp Trần tiến vào nhà hàng, đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, em tới ngược lại vừa đúng lúc, đợi đặt nữa, lớp cập bà của bọn chị tổ chức họp lớp, em đi theo giúp chị. Bản thân của Diệp Trần nghe thấy câu này cũng thật là bất ngờ. Nghe nói như thế, hai mắt Diệp Trần lập tức khẽ đạo, không thể không thét lên. Không phải chứ, bà chị lại tới làm bộ tiếp sao? Hóa cho tô mạn mỗi lần theo định kỳ nghỉ định trở về, thì nàng cùng đám bạn học hồi cấp 3 đều sẽ tổ chức họp lớp. Tô Mạn năm nay học đại học năm thứ ba, họp lớp như vậy đã tiến hành nhiều lần. Nhớ tới lần đầu tiên, cũng chính là năm ngoái, Diệp Trần cũng cùng đi theo. Lúc đầu mục đích của Tô Mạn rất đơn giản, thuần túy là mang theo Diệp Trần đi ăn uống chùa, bởi vì trước kia trong nhà còn nghèo mà. Chẳng qua dẫn người đi, dù sao cũng phải có một đời giải thích. Dựa theo các quy tắc của các buổi họp lớp của bọn họ thì là mỗi người chỉ có thể dẫn người yêu của chính mình tới. Thế là Tô Mạn để Diệp Trần giả làm bạn trai của mình. Tuy nhiên lại không có nghĩ tới, ngược lại lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì hồi Tô Mạn còn học ở cấp 3, cũng đổi danh là hot girl của trường. Nam sinh theo đuổi phải nói là nhiều vô kể. Mặc dù bây giờ đã lên đại học rồi, nhưng vẫn còn có rất nhiều người có ý đồ với nàng. Diệp Trần giả làm bạn trai của Tô Mạn, ngược lại là giúp nàng chặn được bước chân của những người theo đuổi kia. Cứ như vậy Diệp Trần ăn trực, cản súng, một công đôi việc. Hai tỷ đệ ăn dịp với nhau, chiều thức giống nhau, liên tiếp dùng trong nhiều năm, khiến người vui kẻ buồn. Bây giờ, nhớ tới mọi chuyện của kiếp trước, Diệp Trần vẫn cảm thấy dư vị vô tận. Chẳng qua hắn bây giờ đã xưa đồng bằng hay, loại chuyện ăn nhờ ở đậu này thực sự có chút quá mất mặt. Tô Mạn thấy Diệp Trần mật hết cả hứng, lập tức nóng nảy, hùng dữ nói. Tiểu tử thối, em không phải là đang muốn trốn tránh trách nhiệm chứ, Diệp Trần lập tức vui vẻ. Em nói với bà chị nghe, đây gọi là trách nhiệm gì nhỉ? Chào ôi, em là em trai của chị, cũng không phải là bạn trai thật sự của chị mà. Tô Mạn tức giận nói, chị không biết, chuyện này em nhất định phải làm. Đừng tưởng rằng em bây giờ biết chút võ công, chị không trị được em nhé. Nếu em dám cự tuyệt, chị sẽ, chị sẽ nói cho mẹ chị biết cái chuyện mà năm đó em đáng nhìn chị tắm rửa nhé. Diệp Trần nghe nói như thế, lập tức tức sạm mặt đi. Vậy cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Hơn nữa, lúc ấy chỉ đang ngoài ý muốn. Bà chị ạ, à, chị có thể đừng cứ mỗi lần đều lấy chuyện này ra để nói có được không? Tôi mạn thấy uy hiếp không được, lập tức thay đổi sắc mặt, vô cùng đáng thương nói. Em trai à, em coi như là giúp chị lần này đi, có được hay không? Chị nghe nói lần này, cái thằng từ thiếu trùng này Ờ uh, cũng sẽ đến đấy. Chẳng lẽ em trước mắt nhìn chị của em bị hắn trêu trọng sao? Diệp Trần nghe nói như thế, lập tức nhớ mày, Loáng thoáng nhớ tới một đoạn ký ức ở kiếp trước, tổ mạn nói tới tên từ thiếu trùng này, dường như là công tử của gia tộc nào đó ở Vân Châu, cũng là người theo đuổi tổ mạn. nhớ tới trong một tầng họp lớp ở kiếp trước, cái tên này uống rượu vào phê phê, muốn tay máy trần tay với tổ mạn, diệp trần còn suýt chút nữa thì chọn nhau với hắn một trận. phần ký ức này còn lưu lại khá là rõ ràng. vừa nghĩ đến đây, diệp trần không thể không lắc đầu. tôi được rồi, tạm thời em sẽ đi với chị nhá nói xong câu ấy diệp trần có chút hối hận